Xin chào các em, chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Cô là Trần Thị Thu Hoài, giáo viên trường tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập sau: vở, bút, thước kẻ và giấy nháp. Các em cần chú ý ngồi học đúng tư thế, thẳng lưng, mắt cách xa màn hình. Trong quá trình học, nếu các em làm bài chưa xong, các em có thể sử dụng nút tạm dừng màn hình để suy nghĩ và làm bài tiếp, rồi so sánh bài làm của các em với kết quả của cô. Các em đã sẵn sàng tham gia vào bài học chưa? Chúng mình cùng bắt đầu vào giờ học nào! Các em thân mến, các em có thích chơi trò chơi không? Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên Vượt Chướng Ngại Vật. Chướng ngại vật là các câu hỏi. Trong thời gian 5 giây, các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi để vượt qua chướng ngại vật. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy đến với chướng ngại vật đầu tiên. Tổng của hai số 900 và 100 là bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ 5 giây bắt đầu. Thưa cô, tổng của hai số 900 và 100 là 1.000 ạ. Cô chúc mừng em đã xuất sắc vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Chúng mình hãy cùng nhau đến với chướng ngại vật thứ hai của ngày hôm nay. Tổng của hai số là 1.000. Số trung bình cộng của hai số đó là bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ cho các bạn vẫn là 5 giây. Thưa cô, tổng của hai số là 1.000. Số trung bình cộng của hai số đó là 500 ạ. Bạn thật là giỏi phải không nào? Chúc mừng em. Bây giờ chúng ta hãy đến với chướng ngại vật cuối cùng của ngày hôm nay. Trung bình cộng 3 số là 50, tổng của 3 số đó là bao nhiêu? Cô biết trung bình cộng của 3 số là 50, tổng của 3 số đó là 150 ạ. Chúc mừng em đã về đích trước tiên, chúng mình hãy dành tặng cho bạn một tràng pháo tay nào. Bài toán tìm số trung bình cộng là một dạng toán rất quen thuộc trong chương trình lớp 4. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập dạng toán tìm số trung bình cộng. Các em hãy nhìn lên màn hình. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau. Tìm số trung bình cộng của hai số 23 và 37. Em làm thế nào để tìm được ra kết quả trên? Thưa cô, em lấy số 23 cộng 37 bằng 60, sau đó em lấy 60 chia 2 bằng 30 ạ. Để tìm số trung bình cộng của hai số 23 và 37, chúng ta tính tổng của hai số là 23 cộng 37 bằng 60. Trung bình cộng của hai số 23 và 37 là 60 chia 2 bằng 30. Từ việc phân tích ví dụ trên, bây giờ các em hãy nhớ lại quy tắc tìm số trung bình cộng. Các bạn hãy điền chữ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau. Muốn tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta làm như thế nào? Thưa cô, muốn tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số số hạng ạ. Đúng rồi, muốn tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số hạng rồi lấy kết quả chia cho số số hạng. Từ quy tắc trên, cô có công thức trung bình cộng bằng tổng các số chia số số hạng. Vậy, khi biết số trung bình cộng, muốn tìm tổng của các số đó ta làm như thế nào? Cô, khi biết số trung bình cộng, muốn tìm tổng của các số hạng đó, ta lấy số trung bình cộng nhân với số các số hạng ạ. Khi biết số trung bình cộng của các số, muốn tìm tổng của các số đó, ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng. Và từ quy tắc trên, cô cũng có công thức tổng bằng trung bình cộng nhân số số hạng. Để giải bài toán tìm số trung bình cộng, chúng ta cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1, xác định các số hạng có trong bài toán. Bước 2, tính tổng các số hạng vừa tìm được.
Bước 3, trung bình cộng bằng tổng các số chia số số hạng. Bước 4, kết luận. Cô và các em vừa tìm hiểu quy tắc và các bước giải bài toán tìm số trung bình cộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng và làm bài tập. Các em ạ, cà rốt là một món ăn rất yêu thích của các chú thỏ đấy. Chúng ta hãy giúp những chú thỏ xinh xắn và đáng yêu này tìm được củ cà rốt yêu thích nhất của mình qua trò chơi giúp thỏ tìm cà rốt. Các em quan sát trên màn hình, cô có 4 chú thỏ. Trên tay của các chú thỏ là những tấm biển ghi các số. Trên các củ cà rốt là số trung bình cộng của các số đó. Các em hãy giúp các chú thỏ tìm được củ cà rốt của mình bằng cách tìm số trung bình cộng của các số, rồi nối kết quả với đáp án đúng. Thời gian cho các em suy nghĩ và làm bài là 2 phút. Thưa cô, số trung bình cộng của 17 và 33 là 25 ạ. Trung bình cộng của 3, 17 và 25 là 15 ạ. Trung bình cộng của 20, 30, 5 và 25 là 20 ạ. Trung bình cộng của 9, 10 và 20 là 13 ạ. Thật xuất sắc, chúng mình hãy dành cho bạn một tràng pháo tay thật giòn giã nhé. Ở bài tập 1, các em đã biết tìm số trung bình cộng của các số. Vậy trong cuộc sống, bài toán tìm số trung bình cộng được vận dụng như thế nào? Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu sang bài tập số 2. Trường tiểu học Tam Thanh có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 13 cây. Lớp 4B trồng được 17 cây. Lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Các em hãy suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Bài toán cho biết có 3 lớp tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3. Tổng của các số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp trồng được. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Các em hãy áp dụng công thức tìm số trung bình cộng để giải bài toán. Thời gian cho các em suy nghĩ và làm bài là 3 phút. Thank you.
mỗi lớp chấm được số cây là mở ngoặc 13 cộng 17 cộng 15, đóng ngoặc chia 3 bằng 15 cây, đáp số 15 cây. Bạn làm bài rất xuất sắc, cô khen em. Các em hãy đối chiếu bài làm của các em với kết quả trên màn hình. Chúng ta vừa vận dụng kiến thức về giải bài toán tìm số trung bình cộng ở bài tập số 2. Để củng cố sâu hơn về kiến thức cho các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu sang bài tập số 3. Có 5 xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 25 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 20 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng? Các em hãy suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Bài toán cho biết 2 xe đầu mỗi xe chở được 25 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 20 tạ hàng. Bài toán hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng. Để giải bài tập này, các bạn hãy xác định số các số hạng là 5. Tổng của các số hạng chính là tổng số hàng mà 5 xe chở được. Ở bài tập này, các bạn có thể giải bằng nhiều cách khác nhau. Các em hãy lựa chọn cách giải nào mà mình thấy dễ nhất. Thời gian cho các bạn suy nghĩ và làm bài là 4 phút. Xe đầu chở được số hàng là 25 x 2 bằng 50 tạ, 3 xe sau chở được số hàng là 20 x 3 bằng 60 tạ, trung bình mỗi xe chở được số hàng là mở ngoặc 50 cộng 60 đóng ngoặc chia 5 bằng 22 tạ, đáp số 22 tạ hàng. Bạn làm bài rất tốt, cô khen em. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với kết quả trên màn hình. Ngoài cách giải như trên, bạn nào còn cách làm khác? Thưa cô, em có cách giải khác ạ. Bài giải trung bình mỗi xe chở được số hàng là mở ngoặc 25 x 2 cộng 20 x 3 đóng ngoặc chia 5 bằng 22 tạ, đáp số 22 tạ hàng ạ. À, bạn đã làm gộp bài toán trong một câu lời giải đúng không? Bạn làm bài rất là xuất sắc, cô khen em. Như vậy, qua các bài tập trên, các bạn đã biết vận dụng quy tắc giải bài toán tìm số trung bình cộng để làm các bài tập. Vậy, nếu biết số trung bình cộng, cần tìm tổng để giải bài toán thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang bài tập số 4. Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Biết số thứ nhất là 100, tìm số thứ hai. Các em hãy suy nghĩ và tìm hiểu bài toán. Bài toán cho biết trung bình cộng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Biết số thứ nhất là 100. Bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm số thứ hai. Ở bài toán này, khi biết số trung bình cộng, chúng ta cần tìm tổng.
Vậy nếu biết số trung bình cộng cần tìm tổng thì chúng ta làm như thế nào? Thưa cô, khi biết số trung bình cộng, tìm tổng bằng cách lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng ạ. Đúng rồi, khi biết số trung bình cộng, chúng ta tìm tổng bằng cách lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng. Ở bài tập này, bài toán cho biết trung bình cộng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Vậy số lớn nhất có hai chữ số là số nào? Thưa cô, số lớn nhất có hai chữ số là 99 ạ. Đúng rồi, bây giờ các em hãy áp dụng công thức vừa tìm được để giải bài toán. Thời gian cho các bạn suy nghĩ và làm bài là 3 phút. Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy trung bình cộng của hai số là 99. Tổng hai số là 99 nhân 2 bằng 198. Số thứ hai là 198 trừ 100 bằng 98. Đáp số 98 ạ. Bạn làm bài rất tốt, cô khen em. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với kết quả trên màn hình. Em thân mến, như vậy qua bài hôm nay để giải bài toán tìm số trung bình cộng, chúng ta cần ghi nhớ công thức trung bình cộng bằng tổng các số chia số số hạng, và từ công thức trên chúng ta rút ra công thức tổng bằng trung bình cộng nhân số số hạng. Về nhà, các em tiếp tục vận dụng công thức này để làm các bài tập sau. Bài 1. An cân nặng 34 kg, Hà cân nặng 36 kg, Tuấn cân nặng 29 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg? Bài 2. Trung bình An và Hòa có 15 viên bi. Trung bình An, Hòa và Tuấn có 16 viên bi. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi? Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.